Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo cuộc sống ở Trung Quốc của mình nhé. Thì hôm nay là ngày nghỉ Quốc Khánh ở Trung Quốc nhé. Thì mình đang đi lên huyện Quảng Đông Trung Quốc thì quay một cái video chợ huyện ở Trung Quốc là có gì nhé. Thì hôm nay ngày Quốc Khánh, người dân Trung Quốc đang đi ra chợ để mua sắm quần áo rồi mua ăn đồ ăn nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình đang đi vào khu chợ này quay cho bạn xem nhé. Đây là chợ huyện Quảng Đông Trung Sơn của Trung Quốc nhé các bạn nhé. Chợ huyện. Đây là mình đang đi bên ngoài chợ nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ đi từ bên ngoài này vào, xong một tí nữa mình sẽ vào bên trong chợ quay cho các bạn xem là chợ huyện Quảng Đông Trung Quốc nó có to không nhá. Hôm nay rất đông người luôn, ngày Quốc Khánh. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé các bạn nhé. Mình đang đi trên đường đi vào chợ này. Ở chỗ này là một cửa hàng bán hoa quả này các bạn nhé. Hoa quả ở Trung Quốc này thì khá là rẻ. Mình sẽ đi qua bên kia thì mới đi vào cổng chợ các bạn nhé. Đây, mình quay toàn cảnh cho các bạn xem. Ở đây có trước mặt mình nó đang có một bác nông dân đang bán khoai lang các bạn ạ. Khoai lang lướng ấy, thơm lắm các bạn ạ. Đi tiếp vào trong này. Đây các bạn này, chợ huyện Quảng Đông Trung Quốc rất chi là to luôn. Đây mình mới đi vòng ngoài các bạn nhé. Thì tía mình sẽ đi vào bên trong chợ, mình sẽ quay cho các bạn xem. Trung Quốc họ quy hoạch chợ rất chi là gọn gàng. Bên ngoài thì là những cửa hàng bán quần áo, còn ở giữa bên trong thì sẽ bán đồ ăn các bạn nhé. Bên này là một xe hàng bán hoa quả các bạn ạ. Ôi hôm nay Quốc Khánh đông lắm mà. Bây giờ khoảng gần 5 giờ chiều nhưng mà vẫn còn đông lắm các bạn ạ. Thì hôm nay là Quốc Khánh mà. Hôm nay là một cửa hàng bán quần áo này. Đấy, mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem. Thì Trung Quốc họ đã kiểm soát được hết dịch nên rất ít người đeo khẩu trang. Mình thì đeo khẩu trang thì nói nó hơi bé thì các bạn thông cảm nhé. Đây, trước mặt mình là cổng chợ các bạn nhé. Mình sẽ đi vào bên trong chợ quay cảnh chợ huyện cho các bạn xem. Quá to luôn chợ. Chợ là hai bên đường luôn, bên kia là bán hoa quả này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong chợ này quay cho các bạn xem. Tầng 2 thì là bán quần áo các bạn nhé. Trên tầng 2 kia là bán quần áo, còn ở dưới là bán đồ ăn các bạn ạ.
đi qua đây thì phải test nhiệt độ mà. Đây mình đang đi vào bên trong chợ này các bạn này. Đó, chợ là hoa quả bên trên thôi, bán rau củ quả thì bên một một ô các bạn ạ, một dãy, rất là gọn gàng. Đấy, họ xây những cái ô này để cho những người bán hàng người ta để. Đây là khu rau củ quả. Ở bên bên kia, ô bên kia là bên thịt thì mình sẽ đi hết khu ô bán rau này, mình sẽ xong mình sẽ quay sang ô bán thịt cho các bạn xem. Đó, đủ các loại rau cỏ. Ở Việt Nam chúng ta có rau gì thì bên Trung Quốc này họ cũng có đủ rau luôn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn xem chợ to chưa? Bên này những đồ khô nhá, như là mắm muối mì chính này. Bên này là bán dầu ăn, mắm muối mì chính. Đây là dãy bán đồ khô. Ở trên tầng 2 này là họ chuyên bán quần áo các bạn nhé. Đây mình đang đi sang khu bán thịt, khu bán cá trước các bạn. Khu bán cá, bán hải sản.